liên quan đến các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của Đắk Nông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến yếu tố con người đóng vai trò cốt lõi và quan trọng. Lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam tại Quảng Trực. Tuy Đức tổ chức thi hành các quyết định thu hồi 8,6 hectare đất bị lấn chiếm tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 29 tháng 9. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nhiệm vụ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và cải thiện chỉ số PCI và DDCI vào chiều 28 tháng 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định bản chất của PCI và DDCI thực chất là cảm tình của doanh nghiệp với địa phương và ngược lại. Tôi cho rằng đây là một cái việc mà rất cần, không phải riêng ai, mà trong cái xu thế thời đại hiện nay, cái chuyển đổi số, chính quyền điện tử, chính quyền số, thì cái vấn đề mà cải cách cái PCI và DDCI luôn luôn đặt lên hàng đầu. Để các chỉ số này tốt thì đầu tiên đó là yếu tố con người, không khác được là yếu tố con người. Tôi nói không chỉ đây là yếu tố rất cốt lõi và quan trọng. Công chức viên chức tỉnh Đắk Nông, cán bộ lãnh đạo các cấp, các cả hệ thống chính trị chúng ta, bây giờ chúng ta phải nhận thức rất sâu sắc và đầy đủ về cái PCI, về DDCI. Nhận thức được rồi thì chúng ta mới biết ta là phải làm gì và không làm gì. PCI thực ra bản chất là gì? Nó thể hiện tình cảm của doanh nghiệp với chính quyền và ngược lại. Mình có tình cảm thật tốt thì doanh nghiệp họ tới. Sáng nay, 29 tháng 9, tại Trung đoàn 726, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đã diễn ra lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Đây là số cây gỗ quý thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ và Trung đoàn 726 thuộc Binh đoàn 16. Trong số các cây gỗ quý được vinh danh cây di sản Việt Nam có quần thể 11 cây thông ba lá, 2 cây mục ngủ, 1 cây gỗ giáng hương và 6 cây thông nàng. Số cây gỗ được công nhận đợt này đều có tuổi đời trên 100 năm, trong đó cây gỗ giáng hương nằm trên lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ đã gần 450 năm tuổi. Sau khi trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam, các đại biểu đã tiến hành mở bia đá, ghi danh cây di sản đối với 2 cây me tây còn gọi là cây mùa ngủ tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 726. Mỗi địa phương, sở, ngành của tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ tập trung bắt tay ngay vào thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được phân công. Các đơn vị liên quan cần hoàn tất các nhiệm vụ, phần việc trong thời gian sớm nhất để bảo đảm các chuỗi hoạt động của hội nghị diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo, truyền thông Tấm và Cám về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 tại tỉnh Đắk Nông. Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 tại tỉnh Đắk Nông dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2022 tại thành phố Gia Nghĩa và huyện Cờ Dông Nô. Theo báo cáo, đến nay, Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch đã tham mưu kiện toàn ban tổ chức, khảo sát thực địa, thống nhất nội dung, hoàn thiện các kế hoạch, kịch bản, chương trình tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của hội nghị. Hội khuyến học tỉnh phối hợp với thành phố Gia Nghĩa tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào chiều qua 28 tháng 9. Trị giá mỗi suất học bổng 1 triệu đồng. Ngoài thành phố Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9, Hội khuyến học tỉnh tổ chức trao 160 suất học bổng cho học sinh khó khăn trong toàn tỉnh từ nguồn quỹ hội, trong đó mỗi huyện, thành phố 20 suất, trị giá 1 triệu đồng một suất. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức tổ chức thi hành các quyết định thu hồi 8,6 hectare đất bị lấn chiếm tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm vào chiều qua 28 tháng 9. Khu vực thu hồi đất do 23 trường hợp chiếm dụng với 8,6 hectare. Thu hồi đất đến đâu, lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, bảo vệ đến đó. Theo kế hoạch, sau khi thu hồi xong 8,6 hectare, huyện Tuy Đức sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 30 trường hợp đã xác định được đối tượng với trên 23,69 hectare. Theo Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, đến nay có 3 hộ dân đã tự nguyện di rời tài sản, vật kiến trúc, trả lại 4,4 hectare đất đã lấn chiếm. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!